Hello chào các bạn, hôm nay thời tiết rất là ấm đẹp ha. Thì Thông Mệt sẽ đi quay cái cảnh họ tắm, những người ở đây họ tắm tiên ở bên đây, và để cho mình tới một cái bãi biển tắm tiên các bạn. Thì để mình sẽ quay cho các bạn xem ở đây những bạn tây tắm như thế nào ha. Đấy, đây phía xa xa là một cũng họ căng lều căng bạc rồi tắm ở xa xa đó các bạn. Là những bạn tây cũng đang căng lều căng bạc tắm và phơi nắng ha. Nói chung là người tây á, da họ trắng nên họ cần phải phơi nắng nhiều, nên họ đây xuống đây và họ nhúng nước biển lên và tắm để cho cái da nó đen lên. Người Việt mình thì thích da trắng, còn những bạn tây bên đây thì lại thích đen. Thì da đen thì nó cảm thấy nó khỏe khoắn hơn các bạn ha. Mùa xuân ở Úc thì đang vào mùa xuân ha, nên mọi người ra đây biển tắm rất là nhiều.
trời nắng như thiêu như đốt các bạn. Bữa nay 28, 29 độ mà trời rất là ấm ha. Thì mấy bạn Tây, bạn con bạn Tây sớm ra đây phơi nắng, tắm nắng ha. Tắm cho cái làn da đẹp ha. Tắm bên đây á, thì nói chung cũng rất là đẹp ha các bạn. Thì biển đi nó cũng rất là đẹp và thơ mộng ha các bạn. Thì các bạn xem thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thơ Mệt nha. Thơ Mệt sẽ quay thêm nhiều cái bãi biển khác tắm cho các bạn xem ha. Ok, bye bye, xin chào tất cả các bạn.